sao những bà mẹ của Nhật thì thường bổ sung nấm đông cô vào trong cái thực đơn hàng ngày để cho giúp cho người thân của mình có thể phòng chống được bệnh ung thư. Hôm nay Nguyễn Nguyễn xin được chia sẻ với các bạn về việc là tại sao mà mình sẽ nhìn thấy là người Nhật họ sử dụng rất là nhiều nấm đông cô trong các cái bữa ăn của họ. Mục đích của họ là để phòng ngừa bệnh ung thư, và lý do tại sao mà lại như vậy. Thì mình xin được chia sẻ là hiện nay thì trong cuộc sống của chúng ta, cái việc mà mắc phải bệnh ung thư nó rất là phổ biến, và rất là nhiều người đi tìm cái phương pháp, cái cách thức ăn uống để mình có thể phòng chống được căn bệnh này. Tất nhiên để nói là chữa thì chúng ta còn phải chờ các nhà khoa học nghiên cứu rất là nhiều, đúng không ạ? Thế nhưng mà để phòng chống thì sẽ tốt hơn là đến khi mắc rồi chúng ta mới chữa. Thì tất nhiên là cũng có những cái người mà người ta rất là cẩn thận rồi nhưng không may người ta vẫn có thể mắc phải, vì đấy là nó là gen. Thế nhưng mà theo thống kê thì 70% nguyên nhân dẫn đến việc mắc bệnh ung thư là do chúng ta ăn uống không hợp lý. Trong đó thì cái việc mà chúng ta ăn uống những cái thực phẩm quá nhiều độc tố thì nó sẽ hấp thụ vào trong cơ thể, và nấm đông cô là một trong những loại thực phẩm rất là tốt và nó có khả năng phòng chống bệnh ung thư mà người Nhật đã nghiên cứu và khuyên mọi người trên thế giới là hãy sử dụng nó trong các cái bữa ăn hàng ngày của gia đình. Tại vì sao? Thứ nhất là mình xin được chia sẻ là nấm đông cô thì có chứa rất là giàu các cái axit amin không thay thế, thành phần dinh dưỡng rất là phong phú, rồi rất là giàu khoáng chất selen, magie, canxi, vân vân. Thì khi mà sử dụng nấm đông cô, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái thực phẩm rất là giàu dinh dưỡng cho cơ thể đã, đúng ạ. Sau đó nữa thì mới nói đến chuyện là nó có thể giúp chúng ta cái này cái nọ cái kia hay không. Điều thứ hai là cái nấm đông cô thì có chứa rất là giàu thành phần vitamin D và canxi. Đây là hai thành phần mà quan trọng của nấm đông cô sẽ giúp cho chúng ta, ngoài việc là chắc khỏe hệ xương thì đây cũng là những cái chất mà giúp cho chúng ta có thể là bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Thứ hai nữa là cái nấm đông cô thì có chứa cái axit kojic, đây là một trong những thành phần mà được mọi người các nhà khoa học nghiên cứu để làm thành các cái chất gọi là trang điểm ạ, để tẩy những cái nốt đồi mồi và những nốt nám ở trên mặt ấy. Khi mà chúng ta sử dụng nấm đông cô thì nó có cái khả năng chống oxy hóa, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái làn da đẹp hơn. Thứ ba nữa là cái thành phần quan trọng của nấm đông cô đó là lecithin, beta glucan. Thì đây là hai cái hoạt chất mà sẽ giúp cho chúng ta phòng chống bệnh ung thư rất là tốt. Hai hoạt chất này thì nó thông thường sẽ được tìm thấy trong nấm đông cô, và các bạn có thể nhìn thấy nó có trong thành phần của nấm linh chi nữa. Thì nấm đông cô ngoài cái thành phần về dinh dưỡng thì nó cũng có một chút cái khả năng về dược liệu. Thì khi mà chúng ta sử dụng nấm đông cô thì các bạn cũng sẽ bổ sung cho cơ thể rất là nhiều beta glucan và lecithin. Hai cái hợp chất này sẽ giúp cho cơ thể các bạn có thể kháng lại những cái tác nhân gây đến bệnh ung thư, và giúp cho cái việc mà nhân lên của tế bào ung thư nó sẽ khó khăn hơn. Hai cái chất này nó sẽ giúp ức chế cái việc nhân lên của tế bào ung thư. Thì với những cái thành phần tương tự như thành phần như vậy thì hiện nay nấm đông cô đang được săn lùng rất là nhiều tại thị trường Việt Nam. Và ngoài những cái loại nấm đông cô được sản xuất từ Nhật Bản này, thì nấm đông cô Việt Nam hiện nay cũng có một số nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn organic, và các bạn cũng có thể tìm hiểu để chúng ta sẽ sử dụng được những cái nấm có chất lượng tốt cho gia đình. Và cũng chú ý là khi mà nếu mà chúng ta đi mua ở ngoài chợ những cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, không có tem nhãn thì cũng nên thận trọng, vì mình cũng sẽ khó có thể kiểm soát được, thì chưa biết là có thể tốt đến đâu, có khi lại chưa tốt. Thì cho nên là mình khuyên là các bạn hãy mua những cái sản phẩm mà có đầy đủ tem nhãn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và hãy bổ sung nấm đông cô vào các bữa ăn của gia đình. Đông cô có rất là nhiều phương pháp để nấu rất là đơn giản. Các bạn có thể nấu canh, rồi xào, rồi nướng, rồi nấu súp, rồi làm nem, vân 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 vân. Và hãy thường xuyên bổ sung nấm đông cô vào các bữa ăn trong gia đình để chúng ta có thể có thêm một cái loại thực phẩm